Rồi, à, chuẩn bị chuyển sinh ngày thứ ba, có chuyển sinh lần thứ ba hay không hay là nổ à, để nhận nhiệm vụ rồi cho nó hết đầy đủ mấy em. Thì đúng là sau con cái sư đó là con flash chứ con gì, con mới mà ông hỏi ông rõ trong đối thừa gì. Sau con cái sư là con flash chứ con gì nữa, con hỏi là đầu tháng mới nó sẽ là con gì. Tại tại ông hỏi không rõ chứ ai đâu nói sai đâu, người ta nói đúng rồi mà. Ông hỏi là con đầu tháng là con gì, nó hỏi là sau cuối sư là con flash chứ còn gì nữa, người ta nói đúng rồi còn gì nữa. Flash là tướng đầu tháng, nó tướng banner, nó tướng banner đầu tháng. Rồi, ok, setup xong hết rồi, quất hơi mấy em ơi, quất hơi. Rồi, độ má đừng da đen. Đừng là thổ địa. Rồi, 10 phép thần tiên ngũ vàng. Ngộ không hỏi nhiệm sư. Rồi, xe hoàng thượng. Đây rồi, ai đây, rồi, vú rồi. Rồi, đùa với ngọc diễm hồ ly. Được không, con này ngon không? Con này ngon không? Con này ngon không? Đù, con này ngon mấy anh em. Sao con này ngon không? Ngọc diễm hồ ly nè. Con này bút tóc à, ngon rồi, ok. Ít 10 phép nữa nổ vàng luôn. Nổ vàng luôn. Trời ơi, đi rồi, Ê, cúc rồi đó. Rồi, ít nhất phải hai con vàng. 50 vé với hai con vàng thì may ra mới được. Cái này không ngồi má điếu ra gì luôn rồi, thấy đi rồi đó. Trời ơi, vậy mà game tỷ lệ được kêu ghét ngon lắm, mình quay banner thường nó quay như gì vậy thôi chứ người ta chết mẹ người chơi rồi. Mày 50 vé mà không được hai con ở đây, hai con đây. Rồi, đại thánh. Họ ra luôn đầu tiên luôn. Gì đấy? Đủ đầu điếu rồi cũng mẹ gì đấy. Đủ con này mạnh không? Sao tuần ra mấy con hỏa không vậy? Con đủ đồ điếu này mạnh không? Hay là đầu bùi? Con củ đồ điếu này mạnh không? Hay là đầu bùi mấy anh em? Con này chưa chơi không biết, để chút nữa anh chơi luôn. Rồi, phải nổ thêm cái nữa. Nổ thêm con vàng nữa. Nổ thêm một con nữa. Nổ nhẹ như hai cái nổ một lần. Rồi, hết rồi đó. 50 vé nổ được hai con mấy anh em ơi. Rồi. À, chuyển sinh lần 3 rồi mấy anh em ơi, tôi nghĩ là không ra đâu mấy anh em. Chuyển rồi bạch cung tinh rồi, thấy cộng được chiến lên, cộng được chiến tí lên rồi, cộng được chiến tí lên tướng rồi, cộng được chiến tí lên rồi xong. Ra cái đầu bùi ra cũng là ra, nhưng mà ra cái đầu bùi rồi, để coi thử test thử ok. Rồi chuyển sinh lần 3 rồi, không sao không sao, không khóc không khóc, không hề khóc, không hề khóc luôn, không hề buồn. Để test thử hai con kia như thế nào mấy em. Ra nhưng mà ra siêu mới mấy em. Mưu kế ưu tập, để coi thử là tôi test thử hai con kia như thế nào. Rồi con này là con bút tóc đúng không? Sao hệ hỏa nhiều quá vậy? Rồi ok. Đấy, con này bút tóc đúng không? Cho hàng sau đánh đúng không? Rồi quên, để coi thử skill như thế nào. Để tắt nhạc coi thử. Để coi thử ultimate của nó chảy nước không. Rồi để đọc skill. Nhấn vào đây tốc độ x3 rồi. À, cái này để coi hình ảnh cho đẹp của thử Ultimate đây là cái gì. Ultimate của con này nó sẽ tăng 15 điểm hành động cho nhân vật phi ta và bản thân nhận xét thương kỹ năng vô hiệu. À, mở khóa trừ hiệp là con này bút tóc tăng điểm hành động 20 rồi. À, để ít một chứ tự nhiên rồi con nha cha đây là bút tóc cho con nha cha rồi. Ủa tôi bỏ con kia vô chưa vậy?
Hồi nãy tôi quay ra 2 quý tới giờ luôn mà. Mà phải hình như nãy tôi chưa bỏ con kia vô hay sao á. Từ 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 mấy em. Từ từ nãy tôi chưa bỏ con kia vô hay sao á. Nãy tôi chưa bỏ con kia vô hay sao mấy em. Đây tôi thiếu con này nữa, đây tôi thiếu con này nữa mấy em mà. Nãy tôi thiếu con này mấy em. Đây. Cửu đầu điêu. Đây. Cửu đầu điểu. Rồi. Rồi. Đồn music. Rồi, đăng điểm hành động. Đây, nha cha. Rồi đốt lửa, mình hai con hỏa luôn. Rồi, để coi thử con này skill nó như thế nào. Rồi, con này là ultimate của nó là gây 130% sát thương tấn công cho một hàng địch có 90% sát suất giảm phòng thủ cho mục tiêu duy trì 2 giây. À, con này là giảm thủ. Con này là giảm thủ nha, skill này của nó là gây số 10% sát địch và hiệu ứng suy yếu tầm 15%. À, con này giảm thủ mọi người, con này đi buff giảm thủ. Rồi, con này biết đi bấm. Quay mẹ cụ đây giảm thủ đây là giảm thủ mọi người. Rồi, gì rồi. Rồi. Thấy lọ rồi đó. Thấy lọ rồi đó anh em. Giảm thủ rồi thấy lọ rồi đó. Rồi, chuyển sinh tiếp thôi. Hơi buồn một chút. Hơi chết trong lòng một chút. Cái thứ tôi cần là bạch cốt tinh. Động. Chỉ bạch cốt tinh. Không sao mấy em ạ. Ngày mai làm lại, học chiêu mai làm lại. Ravenstorm. Chit. It's okay. Rồi. Ok thôi. Hôm nay tới đây là xong rồi mấy em. Hơi buồn, hơi chết trong lòng một chút. Mấy là trong cái banner này, ví dụ như trong banner này là con nào ra, ví dụ như banner thường thì con nào mới đủ chơi, thì banner thường này là có con nào. Banner thường này là phải ra con Long Dương đại, con Long Dương đại hải thần đấy hả? À ra tiểu Bạch Long đấy hả? Gây 50% đòn tấn công cộng 10 sát thương, mạng sống tối đa của nhân vật là sinh lực của mẹ. Sao lại dịch từ mạng sống tối đa? Nói chỗ này dịch sinh lực tối đa của bản thân lên cho một hàng với bạn cái địch với 80% cơ hội gây chó mục tiêu. Ủa con này ngon vậy, con này gây hiệu ứng à. Mấy này mới còn lỏ mà. Cố gắng tích đủ 50 ngập. Trời ơi, tích thì tôi làm gì em ơi. Mấy ví dụ nha, nói cho em ví dụ nè. Bây giờ thay vì em cũng tích đúng không, là em nổ 10 giấy ra em bạch cốt tinh, thì xong rồi em tích thêm 5-10 giấy nữa, em có thêm được cái phone của bạch cốt tinh, em sẽ đi được một skip so với những người đề cày để tích không, đúng không? Em được skip một status. Tại sao em không skip một status thay vì mà em đi ngủ cày xong quay ra một con, đúng không? Anh sẽ vẫn tiếp tục hành trình, không sao em ạ.